Tôi nghĩ trước tiên là tôi chúc mừng đội Hà Nội, vì thực sự thì đội Hà Nội đã quá xuất sắc. Đội bóng chúng tôi hôm nay thua tỷ số đậm vì nó đương nhiên là nó có một số vấn đề chúng tôi cũng phải tổ chức lại đội bóng để chơi tốt hơn. Và trong cái giai đoạn tập luyện vừa qua thì chúng tôi cũng chấn thương rất nhiều các cầu thủ ngoại cũng chấn thương, cho nên là không đủ cái thể lực để thi đấu, cho nên là chúng tôi không có được đội hình tốt nhất để thi đấu với đội Hà Nội trên sân Hà Nội, cho nên là chúng tôi thua đội Hà Nội với tỷ số như vậy. Tôi nghĩ là Hà Nội thắng là một trận đấu xứng đáng, chúng tôi cũng không có gì để phải nói thêm về điều này. Tôi nghĩ là đá một đội đẳng cấp hơn là đội Hà Nội, họ cầm bóng kiểm soát bóng nhiều hơn, cho nên là rất là khó khăn cho chúng tôi để triển khai tấn công, tại vì chúng tôi phải bị áp lực cái phòng ngự rất là nặng, cho nên là khi mà triển khai tấn công lên thì trong cái tình trạng tất cả một số cầu thủ của chúng tôi ở hàng công không phải không có thể lực tốt nhất, mà nói chung là đã không được cái phong độ tốt nhất trong trận đấu ngày hôm nay, thì rõ ràng hàng công chúng tôi sẽ khó khăn trong cái vấn đề triển khai. Nhưng mà rõ ràng thì tôi nói gì nói, tôi nghĩ là đội Hà Nội họ đã có một cái trình độ của đẳng cấp, cho nên họ có thể là sử dụng kỹ thuật họ, kỹ chiến thuật của họ, và họ có thể sẵn sàng kết liễu đối thủ ở mọi thời điểm, chứ không phải là ở đầu trận, ở giai đoạn giữa trận hay cuối trận. Tôi nghĩ Văn Quyết thì đánh giá gì nữa. Đó là một cầu thủ xuất sắc của chúng ta bao nhiêu năm nay rồi, chứ không phải mới đây thôi. Thì rõ ràng là tôi nghĩ đây là một cầu thủ rất là đẳng cấp. Thì vừa rồi cũng đã trở lại đội tuyển, thì tôi chúc mừng Văn Quyết. Đó là một cái sự xứng đáng với cái vai trò của Văn Quyết đã thể hiện trong thời gian vừa qua. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội FC và VKM.